Hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín NT đây. Thì hôm nay, kể từ bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ quay lại làm video cho mọi người xem. Thì đây là chính là cái kênh mới của mình nha mọi người. Thì mình sẽ, đây là cái series đầu tiên của mình ở trên cái kênh mới này, đó là chính là cái series PCmon nha. Thì ok, thì đầu tiên thì chúng ta sẽ có, đây là những em Pokemon khởi đầu nè. Thì ở đầu tiên là hệ lá, ở giữa là hệ nước và cuối cùng là hệ lửa. Thì chắc bây giờ mình sẽ chọn cái em Charmander, bởi vì em Charmander này á, khi tiến hóa cấp 3, em này có thể có khả năng bay đó mọi người. Thì với khả năng bay thì mình có thể đi khám phá thế giới một cách rất là dễ dàng luôn. Thì bắt đầu thôi. Đây, ôi, mới sinh ra đã được xuất hiện ở một ngôi làng Pokemon rồi nè, là xin sờ con mò luôn. Chúng ta sẽ có một cái rương khởi đầu nè mọi người. Thì đây là rất là nhiều quả ball luôn, Pokeball và rất là nhiều thứ khởi đầu cho chúng ta. Và trong này không có anh dân làng nào ta. Và ở trên đây có một cái nhà của anh thợ rèn nè. Và chúng ta và mình có một cái Diamond Hammer khá là xịn sò đó mọi người. Ok ok, khá là xịn luôn. Một cái một cái búa kim cương ngay từ lúc khởi đầu luôn nè. Và mình đang tìm xem thử không có một anh nông dân nào xung quanh này luôn hả ta. Và ở đây có mấy cái anh bán mấy loại bôn. Thì mấy anh này thì bữa sau thì mình sẽ đánh dấu lại chỗ này đi. Đây shop, một cái shop bán Pokemon, bán mấy cái quả banh đó mọi người, cũng khá là xịn đó. Và tắt ra đi, có dấu chưa vậy? Đây rồi, có một cái shop. Và bây giờ mình sẽ tìm cái ngôi nhà màu đỏ. Đây, cái ngôi nhà màu đỏ sẽ có sẽ giúp chúng ta hồi máu đó mọi người. Rồi thì đây rồi, vào này và hoàn thành nhiệm vụ hồi máu thôi. Đây đó, thì cái máy này là cái máy hồi máu đó mọi người. Rồi ok, và mình sẽ nhận được cái potion ở trong này, khá là ổn luôn. Kiểu ở cổng Uchabit này mọi người, xịn thật sự. Và trong này rất là nhiều cái bình hồi máu cho chúng ta luôn. Bây giờ mình sẽ lượm hết vào nha. À đúng rồi, mình chưa có giới thiệu em Pokemon này nữa, hay là em Charmander nè. Ui, khá là dễ thương cute luôn. Và em này chơi mới chỉ có level 5 thôi. Ui, có một chiêu Ember. Ui, khá là xịn sò luôn. Thì mới vào có chiếc Ember này thì mình có sẽ có khả năng farm level rất là dễ dàng luôn nha. À, ở đây có mấy cái quả banh nè, mình cứ lượm hết mấy quả banh này đi. Mấy cái quả này thì sau này mình có thể chế tạo những quả bôn. Và đây là một em Pokemon sóc, đánh bại với em này luôn để mình có thể liền level Ember. Đó, một chiêu phun lửa luôn mọi người. Và tiếp tục Ember. Đây hơi rất là dễ dàng luôn. Ember tiếp nè, thêm một chiêu Ember nữa là em này sẽ đi đời ngay. Chưa luôn à? Ô, em này còn đánh mình nữa chứ, đâu thật sự. Ember đó. Và chúng ta đã được một cái gì, ta được cái thành tựu gì vậy? Tôi cũng chả hiểu nữa. Đó rồi, ok, đánh bại được em sóc này rồi. Và ok, chắc bây giờ mình sẽ chế tạo một cái đang chế tạo đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống đi mai các thứ để mình còn nâng cấp lên đồ đá các thứ. Và bên cạnh có một cái đồi tuyết luôn nè. Mình sinh ra một cái nơi cũng khá là ổn luôn đó mọi người, xịn sò thật sự. Và bây giờ mình sẽ tìm một cái hang để mình đi xuống để mình có thể đào các thứ nữa. Ui, ở đây có một cái mai sáp hay sao á, rất là to luôn hề. Sợ xỉu. À, để bây giờ mình xuống đây mình đào một vài cục đá thôi để mình tiến hành. Ở đây có cả sắt luôn nè, để mình tiến hành nâng cấp lên thời đồ đá luôn nha mọi người. Rồi ok ok, đi xuống thôi. Đó, đi xuống rồi. Và ở bên kia thì mình nhìn thấy ba cục sắt ở bên kia, để mình đi qua đó mình đào luôn. Và ở đây có quặng, đây là những cái quặng bao sai gì đó, không nhớ rõ tên nữa.
Đấy, bây giờ mình đặt cái bàn chế tạo ra và chế tạo một cái cúp sắt. Đây, chế tạo một cái cúp sắt. Hiện tại mình có khá là nhiều đồ trong người đúng á. Rồi, đây, một cái cúp sắt và mình sẽ quăng cái cục đá này đi. Bởi vì từ từ để mình quăng xuống bên dưới đã. Đây, mình cũng đâu cần cái cúp gỗ này nữa đâu. Mình sẽ tiến hành một cái rìu đá. Đây rồi. Đây, và cái rìu này ra luôn. Xong rồi. Bây giờ mình sẽ đào cái cục thang này. Mình quên rằng là mình có fan miner, quên mất tiêu chứ. Đây, mình sẽ đào mấy cục sắt này luôn. Đó, rất là nhiều sắt luôn. Mà mình full slot luôn rồi, hết cái slot. Đây, mình sẽ quăng cá ra. Đây, mình sẽ đi qua bên này nữa. Để mình đào vài cái cục sắt này bên này luôn. Đây rồi. Ôi, ui, rất là nhiều sắt luôn đó mọi người. Xịn sò chưa? Bên này nữa. Đây rồi. Rồi, ok. Mình đã có được 17 cục sắt. Ở dưới này còn rất là nhiều sắt luôn nè. Ở đây còn cái gì đây? Quặng bonsai thì mình còn phải chế tạo một cái lò nung để mình nung lên. Đây thì mấy cái quặng bonsai thì chúng ta cần phải dùng cúp sắt mới đào được đó mọi người. Nên bây giờ mình sẽ chờ đi xung quanh đây đào thêm vài cục sắt. Đây như đây này, có đào thêm vài cục sắt để mình nung sẵn sẵn thì mình đem đi nung luôn đó. Ok, bây giờ đi xuống thôi. Những cái cục sắt đâu đây? Đây rồi, đào thôi. Ui, rất là nhiều sắt luôn á. Và hiện tại chắc bây giờ mình sẽ quăng bớt đồ này đi, bởi vì trong người mình khá là nhiều đồ luôn rồi. Mấy cái sapling này đi nè, cái đó thì mình cũng không có cần là mấy. Ở bên này không biết là còn khoáng sản hay không nữa. Sẽ đi mòn mò qua bên đây. Ở kia có gì kia? Ở kia giống sắt thế ta. Cũng trẻ nhớ không biết cái đó là cái gì nữa. Mình cứ đào vài cái cục đá này để mình qua bên này. Đã kêu lóc đá đặt xuống này. Vậy là ok rồi đó. Ui trời, cũng bắt đầu tối rồi đó mọi người. Nhưng mà mình chơi cái chế độ bình yên đó mọi người, bởi vì game này cũng không có xuất hiện zombie, nên mình chơi chế độ bình yên cho nó dễ đó mọi người, bởi vì nó cũng đâu có zombie đâu mà để chế độ đi full làm gì đó, để chế độ bình thường làm gì đó, nên mình để chỉnh chế độ bình yên luôn rồi. Và ở dưới đây có gì đây, có thêm sắt nữa nè. Nhưng mà từ để mình qua kia mình lấy mấy cục sắt để mình chế tạo cái cúp sắt của nó mọi người. Đây rồi. Rồi và mình sẽ chế tạo một cây cúp sắt luôn. Lên đồ sắt nhanh chóng luôn. Rồi ok, một cây cúp sắt. Thì với cây cúp sắt này á thì mình có thể đào được cái quặng bonsai này. Đó, quặng này thì mình sẽ nung ra được aluminum đó mọi người. Thì cái aluminum á sau này mình rất là quan trọng với mình luôn, bởi vì cái aluminum đó mình sẽ có khả năng chế tạo được rất là nhiều thứ. Cái con cá này quăng đi. Rồi, và ở dưới này không biết có gì nữa không? À, đây có amethyst. Đúng rồi. Và đi thêm thử còn có aluminum nữa không? Đây, đây là quặng bonsai chứ không phải là aluminum, mình nó cứ nói nhầm. Đó, quặng bonsai thì bonsai sẽ nung ra sẽ thành aluminum. Rồi, và bây giờ đây nữa. Đây rồi. Mình sẽ đi xuống sâu sâu thêm để mình đi đào nữa nha mọi người. Và bắt block bên này thôi. Đào thêm một ít khoáng sản nữa. Rồi. Rất là nhiều sắt luôn. Mình sẽ đi xuống dưới từ từ luôn. Xuống dưới này thì đi đường nào vậy ta? Đường này à? Ôi trời ơi, té khá là đầu. Ở đây có than nè. Mình cũng sắp hết than rồi. Bây giờ mình đào hết cái đám than này luôn. Rồi, rất là nhiều than luôn. Bao nhiêu than rồi? 20 cái 20 cục than. Cũng khá là ổn áp luôn đó. Lượm thêm mấy cục sắt này đã. Mà mình sẽ quăng cái nào ở đây ta? Mình sẽ quăng cái da thuộc này đi. Đi xem thêm thử có cái loại khoáng sản này thì mình sẽ đào hết luôn. Bởi vì mới khởi đầu á thì chúng ta cần khá là cần mấy cái loại khoáng sản này luôn để cho tương lai đó mọi người. Rồi. Đây là quặng bonsai nữa. Và ở đây còn nữa không? Em nào đã thách đấu với mình. Này, thách đấu với chúng tôi. Ôi, nhưng mà cái em này hệ đá sao á? Và em Pokemon Charmander của mình hình như sẽ không có tác dụng mấy với hệ đá.
hy vọng là cấp 8. Ủa, phải lên cấp luôn rồi, khá là xịn sợ luôn. Nhà mình hết slot chứa đồ luôn rồi. Nhưng mà mình sẽ quăng cái gì ra đây ta? Mình sẽ quăng một cái bánh mì đi. Bởi vì cái này mình cũng không cần ăn nữa, nên mình cũng chả cần bánh mì làm gì. Rồi, ok, và bây giờ mình sẽ đi xuống luôn. Ok, hy vọng trong tập 1 mình sẽ tìm được kim cương. Hy vọng vậy. Đó là một cái ước mơ nhỏ nhòi của mình thôi. Ở dưới này không biết có khoáng sản gì nữa không. Ở đây có amethyst này, nhưng mà ở trên cao quá. Khi nào mình quay về thì mình sẽ lấy thôi. Còn mình mới thấy ở trên kia, trên đâu, trên đây nè, mới thấy một cái thêm một cái vài cái mai nữa mọi người, cái hang nữa, nên chút nữa mình sẽ quay lại mình lấy, mình khám phá. Còn ở đây sẽ có em sau này đòi đánh mình nè, em bớt một hit thôi, khá là xịn sò. Bây giờ mình khá là mạnh rồi đó. Ở đây cũng có sắt nữa nè, cả than nữa. Than thì mình có cần không ta? Thôi cứ đào đào hết đi, hy vọng khi sau này còn thì mình đã mất công quay lại đào. Ở đây có quặng bonsai nữa, rồi quặng sắt rất là nhiều quặng luôn. Amethyst nữa nè, hình như là hết rồi. Hình như là hết rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ quay lại bên này. Đấy, bây giờ mình sẽ qua bên này để khám phá nốt mấy cái thang cái hang này luôn nha. Đây rồi. Có rất là nhiều thang luôn á. Em cái hệ đá này. Mình bắt cái heal lại cái. Rồi ok, phải thách đấu em Pokemon hệ đá này luôn. Ui, này level 10 luôn đó. Không biết là mình có khả năng đánh bại được hay không nữa. Quýnh có tí siêu máu à. Em này quýnh mình đau quá. Rồi luôn mọi người, mình sắp thua tới nơi luôn rồi. Em này khá là mạnh, bởi vì em này hệ đá và em này hơn level mình nữa, nên mình khá là thiệt thòi. Thôi mình sẽ đi mai tiếp thôi. Đó, bên này có không, hy vọng là mình sẽ tìm ra kim cương trong ngay tập đầu này luôn. Mình nghe một cái tiếng gì đó khá là rùng rợn. Rồi, ui, cái cúp mình gãy luôn rồi. Đây rồi, để mình đập hết mấy cái này ra. Ở dưới này có sắt bonsai nữa. Rồi, để bây giờ mình sẽ đào cái quặng bonsai này đi. Có gì nữa hay không? Ui, khá là tối luôn. Rồi, cái này có gì nữa? Đây có cả sắt nữa nè. Bonsai chứ không phải là sắt. Bonsai nữa, rất là nhiều bonsai luôn. Có cả sắt luôn nè. Ui, rất là nhiều quặng. Và thế là hết à? Chưa hết. Còn cái gì ở trên này nữa? Đây rồi. Còn bên này nữa. Và bên này là đường cục luôn. Ok. Hình như cái hang này chỉ có như vậy thôi. Chắc bây giờ mình sẽ đi lên rồi chứ. Ở dưới này cũng không có gì nữa rồi. 1 hour later. Ok rồi mọi người, bây giờ mình sẽ đã quay lại tới cái chỗ cái shop này rồi. Và trời cũng bắt đầu sáng luôn rồi. Mình quên. Bây giờ mình sẽ qua cái shop cái màu xanh này nè, để mình bán mấy cái đồ hồi máu cái thứ. Bởi vì mình cũng không cần dùng tới mấy cái đồ đó nhiều. Nên bây giờ mình sẽ bán như cái potion này nè, bán được 9 cái. Và mấy cái này nè mình đâu có cần dùng để đâu. Bây giờ mình sẽ bán hết, mình lấy tiền. Và mình sẽ mua những cái quả bone xịn sò hơn. Rồi mấy cái này mình không có dùng tới nhiều nè. Đó, và bây giờ mình sẽ có thể mua tới Ucha Bone. Ui. Mình cứ nhầm. Mình sẽ mua khoảng 10 quả Ucha Bone đi. Và bây giờ mình đã có Ucha Bone rồi đó mọi người. Đây, Ucha Bone. Ok, đó khá là xịn sò luôn. Xịn sò con bò. Có ăn gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại đây. Và mình sẽ tạm thời định cư ở đây nha mọi người. Sao mình sẽ để cái giường ở đâu đó. Ok, mình sẽ tạm thời để cái giường ở này đi. Tạm thời để cái lò nung ở này và một cái rương ở bên này. Và một cái bàn chế tạo ở đâu đó nữa. Tạm thời một cái bàn chế tạo ở dưới này để cho tiết kiệm cái khoảng trống. Và bây giờ mình sẽ nung hết cái phần iron luôn. Và bây giờ mình sẽ tạm thời cắt hết đồ vô đây.
bởi vì rất là nhiều đồ nên mình vứt rất là nhiều đồ mình không có dùng tới luôn á. Nên bây giờ mình sẽ cắt hết rồi đó và để những cái quả bóng Pokemon này ở trên này, và những thứ mình cần thiết thì mình sẽ dùng đem theo để dùng nha. Bây giờ mình sẽ chế tạo một cái rìu đá luôn ở cái rìu bằng sắt, thêm với thêm một cái cúp bằng sắt nữa để dự phòng cho cái cúp mình gần hư đó mọi người. Và bây giờ mình sẽ để đồ hết lên này đó, cắt hết trong này luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ hồi máu cho em Pokemon của mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tạm thời đặt cái điểm căn nhà của mình ở đây màu đỏ đi. Rồi và bây giờ chắc bây giờ mình sẽ đi khám phá xung quanh thử có gì hấp dẫn hay không. Ui, đây có một em Pokemon Heracross. Cũng khá là, em này trong phim á, mình thấy em này cũng khá là mạnh luôn á mọi người. Hy vọng mình sẽ bắt được em này nha. Ui, nhưng mà em này quấn mình đau kinh khủng luôn á. Em vợ quấn mình chết mất tiêu luôn. À, bây giờ thử dùng Ultra Ball, hy vọng em này vào. Có phải không? Thêm một quả Pokeball nữa đi. Bởi vì em này khá là mạnh với so với em Charmander của mình á, nên tỷ lệ đánh bại được em này để mình bắt cũng khá là thấp. Không được rồi. Thế mình dùng bọc kệ hiệu tiếp đi. Bọc à, mình thách đấu với em này thêm một lần nữa. Em bớt. Ôi, ôi ơi. Em xem đó mạnh kinh khủng luôn á. Ok, cứ tạm thời vậy đi. Thêm một chiếc Ember nữa. Nhưng mà em nó khá là OP luôn. Hy vọng mình sẽ quăng đại một vài cái bôn đi, hy vọng em này vào. Vì mình cũng khá là thích em này luôn á. Và em này cái tỷ lệ xuất hiện cũng khá là thấp luôn, nên hy vọng bắt được em này. Thêm một trái bôn nữa. Ok, heal. Ui, không được luôn rồi. Mình sẽ cố gắng bắt em này thử trong một vài phút. Hy vọng em này vô đi. Ô, được rồi nè. Hơi cực kỳ dễ dàng luôn. Mình bắt em này cũng khá là lâu luôn á. Trời, tốn khá là nhiều bone của mình luôn. Bây giờ mình sẽ quay vào nhà mình hồi máu cho em này một phát luôn. Đó, tốn khá là nhiều bone của mình luôn. Trời, nhưng mà rất là xứng đáng luôn á mọi người. Bởi vì em này cũng khá là mạnh á, nên tốn một vài bó bone cũng không sao hết. À, đây là cái em Heracross. Ui, rất là đẹp. Không phải mình còn có thể cưỡi được em này nữa chứ. Ôi, xịn sò của bọ. À, đây là nhận gọi gọi hình của em này nè mọi người, rất là hùng mạnh luôn. À, hình như em này còn có thể tiến hóa Mega nữa, rất là xịn sò. Và bây giờ mình sẽ xem những chỉ số của em này nhé. Em này là Pokemon hệ bọ với hệ giác đấu. À, em này có chiêu một chiêu hệ bay counter. Ui, những chiêu này cũng khá là mạnh đó mọi người, xịn sò chưa. Ôi, và tiếp tục mình sẽ đi khám phá thêm một vài nơi nữa. Rồi để bây giờ mình sẽ đi tìm. À, ở đây có vài điểm màu vàng, đó là những điểm chứa mấy quả bôn đó mọi người, mấy quả ultra bôn hay gì đó. Đây, ở đây có một em, ở đây có một em Pokemon bọ gì đó. Bây giờ mình sẽ khiêu chiến với em này để farm level luôn. Rồi, ok, Ember. Đó, one shot luôn, bởi vì em Ember của mình, em Charmander của mình bây giờ cũng khá là mạnh rồi đó. Ở đây có một quả Pokechest. Mình được một nhận được một cái đĩa học skill detect rồi mọi người, khá là xịn luôn. À, lại thêm mấy quả bô này nữa. Có một em Pokemon gì nè. Nhưng mà mới level 5 thôi mà trông to kinh khủng luôn á. Rồi, Pokemon Ember. Thêm một chiếc Ember nữa đi. Đó, em Pokemon em Charmander của mình sắp lên level 10 luôn rồi. Và hình như theo mình biết thì level 16 thì em này sẽ tiến hóa đó mọi người. Ở đây có em thỏ. Em thỏ này thì level 5 luôn. À, Ember. Không biết có one shot được em này không nữa. Không được. À, thêm một chữ Ember nữa đi. Ember. Đó. Easy ngay. Và ok. Thì ở bên đây sẽ có thêm một cái cục màu vàng nữa. Ở đây có một em Pokemon gấu gì đó. Ở đây có thêm một quả Pokechest. Ok, làm quả Pokechest. Được cái gì? Bumpkin Berry. Cái gì đó, một cái Bumpkin Berry. Thì mình cũng chả biết cái đó để làm gì nữa. Ở đây có anh trainer, nhà là một người huấn luyện như mình đó mọi người. Nhưng mà anh này mới level 1 thôi, hình như cũng là người khởi đầu giống như mình lúc nãy.
Đúng rồi, mình dùng một chiêu là em đã ngậm cù tẻo ngay liền. Ở gần bên mình có một quả Master Chess. Ok, bây giờ mình sẽ qua đó mình lập nha. Thì cái Master Chess này sẽ có cơ hội ra được Master Ball đó mọi người. Thì cái quả Master Ball là một cái quả có thể bắt được tất cả các loại Pokemon luôn. Nó là sẽ chỉ bắt được chỉ trong gọi là bắt được bằng chỉ dùng một quả duy nhất là bắt chắc chắn sẽ được á. Hy vọng sẽ ra được Master Chief nha. Hy vọng vậy. Đây rồi. Cái đường đi vô đâu trời, không thấy đường đi vô luôn á. Đây đây đây. Đây là ngoại hình của quả Master Chief này mọi người. Bấm đi. Một chiêu Thunder. Cũng khá là xịn sò luôn. Thì với mấy cái đĩa này thì một là mình sẽ đi học skill cho mấy anh Pokemon, hai là mình sẽ đi bán để mình lấy tiền mình mua đĩa, mình mua mấy quả bôn đó mọi người, cũng khá là xịn luôn. Và trên này sẽ có một cái đền thờ. Cái đền thờ này thì cũng khá là xịn luôn đó mọi người, nhưng mà mình mới khởi đầu thôi nên mình cũng không cần nhất thiết phải quan tâm cái đền thờ này lắm. Cái đền thờ này thì khi lúc sau mình sẽ mới cần thôi. Và bây giờ mình sẽ đặt đánh dấu vị trí này rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ chắc bây giờ mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì nếu mọi người thấy video này hay á thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like, chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Ok, bye.